Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: Này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết hài nhi đấy. Ông Giuse liền trỗi dậy và đang đêm đưa hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Ông ở đó cho đến khi vua Herode băng hà để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta sẽ gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Bấy giờ vua Herode thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bethlehem và toàn vùng lân cận từ 2 tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh. Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Jeremia đã nói: Ở Rama vẳng nghe tiếng khóc than rên rỉ, tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để người ta an ủi vì chúng không còn nữa. Đó là lời Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta đang sống trong tuần Bát Nhật mừng Chúa Giáng sinh. Và hôm nay giáo hội mừng lễ các thánh anh hài tử đạo. Kế cận mầu nhiệm Giáng sinh, chúng ta mừng lễ thánh Stefano tử đạo tiên khởi. Và hôm nay chúng ta lại mừng lễ các thánh anh hài tử đạo. Các thánh anh hài tử đạo như muốn diễn tả với chúng ta một niềm tin duy nhất ở nơi mỗi người Kitô hữu, là những ai được dính dự vào trong Giêsu, là những người được phúc sống trong hạnh phúc của Ngài trên nước trời. Các trẻ sơ sinh cùng thời với Chúa Giêsu chẳng làm cái gì để ta có thể nói họ lỗi chuyện này, lỗi chuyện kia. Chỉ vì Herode đùng đùng nổi giận nên đã ra lệnh giết tất cả các trẻ từ 2 tuổi trở xuống, bởi vì ông nghe được cái sự tiên báo của những nhà chiêm tinh về việc một vị vua xuất hiện trong nhân loại. Và ông sợ mất địa vị, mất cái thế, mất cái chỗ của mình, nên ông đã nói với các nhà chiêm tinh khi đến thì quay trở về báo để trẫm cũng đến triều bái. Nhưng thực sự trong ý của Herode không phải là thế, mà là muốn giết quách hài nhi Giêsu. Vì thế mà thiên sứ đến báo mộng cho Giuse đem Giêsu và Maria trốn qua Ai Cập để lánh Herode. Và khi biết được như thế thì chính Herode đã đùng đùng nổi giận và ra lệnh giết hết tất cả các trẻ. Và điều đó ứng nghiệm lời ngôn sứ Jeremia là ở Rama vẳng nghe tiếng khóc của một người mẹ mất con. Để chúng ta thấy ở đó có một cái thông điệp muốn nói với chúng ta là những ai được dính dự với Giêsu là những người được phúc sống trong ơn nghĩa của Ngài. Hôm nay chúng ta là các Kitô hữu được mang tên là Kitô trong bí tích thánh tẩy. Hẳn là chúng ta phải sống những gì thuộc về Chúa và hãy để cho thánh ý của Thiên Chúa trong thực hiện trong cuộc đời của chúng ta sẽ được phúc sống trong ơn nghĩa của Ngài. Và cả cuộc đời của chúng ta ở trần gian này là những ngày tháng đi tìm giá trị nước trời. Chúng ta tìm ở đâu nếu như không phải rằng tìm ở nơi chính Chúa Giêsu, sống những gì Chúa Giêsu dạy và sống những gì thuộc về Chúa Giêsu thì từ đó chúng ta có sự sống đời đời. Xin Chúa cho chúng ta khi mừng lễ các thánh anh hài tử đạo, chúng ta cũng mừng chính chúng ta được tháp vào trong Giêsu Kitô, chúng ta sẽ được phục sinh như chính Ngài Đấng đã phục sinh. Amen.